không thể nào theo kịp chúng rồi. Làm sao theo kịp chúng chứ, khi mình giá cả tao theo. Giờ thì làm sao đây? Ừ, cứ nói đi. Chờ một chút, để tôi lấy ít đồ ăn đã. Chờ một chút nhé. Dân, không tệ. Nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại lái xe chậm như vậy. Như con rùa ấy. Sao lại ngồi thừ ra đó? Mang cho tôi ít nước đi, tôi khát quá. Sao? Không, tôi cho bạn xuống xe đó. Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. Này, lấy nước cho tôi uống đi. Được. Thưa quý cô, lái xe chậm như rùa. Đây, nước của cô đây, uống đi. Sao, cái gì vậy? Thôi chết, tôi nhầm rồi. Đây là nước của tạc răng. Tôi nhầm. Tạc răng. Tạc răng. Tạc răng. Sakia, các hai đứa đều ở đây sao? Chào chị Sitra. Chào chị Sitra. Tạc răng muốn trở về rừng mà. Chào anh Kevin. Tạc răng đã trở về. Tạc răng đã về rồi. Phải, tạc răng đã trở về rồi. Tạc răng, bạn của chúng ta đã trở về. Quang ô, tạc răng đã về nhà. Tạc răng về rồi. Cuối cùng thì tạc răng cũng đã trở về. Chúng ta đi tắm đi. Cuối cùng tạc răng cũng đã về rồi. Phải đó, tôi muốn thật thơm để đón tạc răng trở về. Việc cháy rận luôn đi nhé. Phải trồng thật tuyệt trước mặt tạc răng đấy. Tới rồi tạc răng. Lại đây Sakia, lại đây nào. Sakia, lại đây. Tạc răng đã về rồi đây. Tạc răng. Chào bạn cây. Tạc răng đã về rồi. Tạc răng đã về với đường xanh rồi đây. Tạc răng, bạn đã về rồi. Chào bạn chim. Bạn có nhớ tạc răng không? Ôi, tôi nhớ bạn quá, tạc răng ạ. Tạc răng nghe thấy vui lắm. Khi nhìn tạc răng hạnh phúc như vậy, tôi cảm thấy... Này, Sitra, bạn cứ nói tiếp đi. Bạn đang nhìn cái gì vậy? Bạn có thích không? Đó là Dia, một người mẫu nổi tiếng. Dia, cô ấy đẹp thật. Ôi, tôi ghen tị với Marco. Người có được tình yêu của cô ấy. Tôi ghen tị với Marco quá. Phải không? Có đẹp thật không? Kiểu thẩm mỹ của bạn tệ quá. Này Sitra, bạn đi đâu vậy?
Sao đùng đùng bỏ đi như thế chứ? Đương nhiên là cô ấy rất đẹp rồi. Người đâu mà đẹp vậy không biết. Đẹp quá. Xì ra đừng có bỏ tôi lại chứ. Tôi nhát lắm. Tạc sáng à. Ui đẹp quá. Ừ đẹp lắm đó. Này, tại sao tất cả mọi người đều nói là cô ta đẹp chứ? Kevin. Này Kevin, sao vậy? Bạn nói nhiều quá, tôi đang bận chơi rồi. Đó là vì bạn đấy. Bạn phải mang Marco trả lại cho tôi. Vì bạn và Marco mới bỏ tôi đó. Thôi bỏ đi, Marco đã có bạn gái xinh đẹp rồi. Cậu ta sẽ không quay lại với bạn đâu. Bạn đừng mơ tưởng nữa. Tôi không quan tâm. Bạn sẽ phải quyến rũ đi à. Cho đến khi nào cô ta bỏ rơi Marco. Nếu không thì bạn đúng là không phải đàn ông. Bạn nghe chưa? Có nghe rõ chưa? Này Sitra, Sitra, Sitra hả? Tạc răng, cậu giúp tôi lần này có được không? Chắc là chuyện của con gái nữa chứ gì. Tôi chán rồi. Anh không còn gì nữa sao? Kevin ơi là Kevin. Ừ đương nhiên là chuyện con gái rồi. Vì tôi là đàn ông kia mà. Tạc răng, làm ơn giúp tôi đi. Nhờ bạn của cậu nữa. Tôi nhờ cậu đó Tạc răng. Cậu phải giúp tôi chứ. Năn nỉ cậu đó. Đi mà, làm ơn đi. Giúp giùm tôi đi mà Tạc răng. Làm ơn đi mà. Bạn của Tạc răng à. Như vậy phức tạp lắm. Được không? Được rồi, Tạc răng. Tạc răng. Nghe tôi dặn này. Bây giờ cậu gọi bạn của cậu tấn công cô gái đó. Sau đó tôi sẽ xuất hiện như một vị anh hùng cứu mỹ nhân. Được chứ? Này, tôi sẽ ra tay cứu cô ấy. Cô ấy sẽ rất cảm động. Và cô ấy sẽ thích Kevin tôi. Được chứ? Được, anh đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Vậy thì cậu làm đi. Khỉ ơi, chú đâu rồi? Chú khỉ ơi, tao sang có chuyện cần nhờ chú đây này. Chú khỉ ơi, có chuyện này tao sang cần nhờ đến chú. Chú phải đứng đầu nhé. Chú phải làm cho chị Dia khiếp sợ. Chú phải làm thật là hung dữ vào. Và rồi chú đợi anh Kevin tới thì chú sẽ dừng lại. Chú hiểu chưa? Chú đừng có lắc đầu mà. Ta hiểu rồi. Ta rất nhát nên ngại gặp người lạ lắm. Thôi chú đừng có nhát. Chú phải trông thật là đáng sợ. Như vậy thì mới dọa được chị Dia được. Chú để hai tay như thế này này. Chú làm thế này. Và mắt thì nhìn trừng trừng. Chú phải tự tin lên. Chú làm như mình đang giận dữ vậy đó. Tất cả các bạn đều đã ở ngoài sông rồi. Bạn muốn tham gia cùng không? Không, mình thích ở đây. Vậy cũng được, mình đi đây.
Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Được rồi chú khỉ, giờ đến lượt chú ra tay đấy. Ôi thật rằng chú thấy hồi hộp quá. Chú đừng có như vậy mà. Thật rằng tốt quá, cậu ấy đã cử thú hoàng tới giúp mình. Này, có chuyện gì vậy? Bạn đừng có đi đâu hết đi à? Tại sao chứ? Đi à, đừng di chuyển. Tại sao tôi lại không được di chuyển? Này, nghe lời tôi đi. Thằng kia nguy hiểm lắm. Có chuyện gì? Nguy hiểm lắm, đừng có di chuyển. Có chuyện gì thế? Bình tĩnh nào đi à, bình tĩnh nào. Có tôi ở đây rồi thì không có sao đâu. Bạn đừng lo lắng gì hết. Tôi muốn giúp bạn nhưng với một điều kiện. Tôi sẽ giúp bạn nhưng với một điều kiện, bạn có chịu không? Điều kiện gì? Bạn cho tôi số điện thoại đi. Số điện thoại của tôi à? Bạn không nhìn thấy gì sao? Con hổ ở ngay trước mặt chúng ta đó. Có, tôi biết, tôi có thể xử lý được. Tin tôi đi, bạn đừng có sợ. Tôi vốn yêu quý động vật mà. Thế nhưng thôi được rồi. Đây là số của tôi, có đúng không? Tốt rồi, vậy bạn để ở đây nhé. Yên tâm, cứ việc để ở đây đi. Chết, nguy hiểm quá. Đó không phải là bạn của Tạc Răng. Đúng là không phải rồi. Này, này, Tạc Răng đã bảo mày phải làm gì rồi phải không? Mày phải tỏ ra sợ tao. Cây viên, chạy đi. Chạy đi. Nguy hiểm lắm. Chạy đi. Chạy đi mà. Nếu mình mà la hét thì mình đâu phải là đàn ông đích thực đâu. Nếu tất cả đàn ông đều như thằng ngốc này thì hôm nào mình cũng được no bụng. Này, mày đóng khá lắm đó. Kevin, Kevin à, chúng ta phải chạy thôi. Không, cái gì ở lại đi, không có sao hết. Nó chỉ là một con tiểu hổ thôi mà. Tôi sẽ làm cho nó sợ cho bạn xem. Bạn cứ bình tĩnh đi nào. Và hãy xem tôi ra tay đây. Nguy hiểm lắm đó. Này, ngồi xuống đi nào. Tao nghĩ mày muốn biết tao trước. Chúng ta hãy bắt tay nào. Hay là mày muốn hôn tao hả? Mày là con gái hay sao vậy? Càng ngày càng tệ. Mình phải làm cái gì đó thôi. Kevin, Kevin, hãy nghe lời tôi đi. Kevin. Này, đi à. Đi à, đừng đi. Đừng đi chứ. Hổ à, mày đóng quá đạt rồi đó. Mày làm cho cô ấy sợ quá bỏ chạy rồi. Này, đừng có nổi giận với tao. Không phải do tao, là do mày đấy. Tạc Răng đã dặn mày sao hả? Này,
Này, này, Tạc Sanh, cậu đã nói gì với con hổ vậy? Không phải đã dặn nó là nó phải giúp anh Kevin hay sao? Cậu làm gì mà làm nó không nghe lời vậy? Đúng là bực mình mà. Anh Kevin à, con hổ đó không phải là bạn của Tạc Sanh. Vậy sao? Thế còn bạn của Tạc Sanh đâu? Đằng kia kìa. Anh đang rất liều mạng với con hổ đó đó. Ôi con này ư. Còn con hổ kia thì sao? Tạc Sanh đã nói rồi mà anh Kevin đâu có chịu nghe. Ôi chú ơi, chút nữa là tôi chết rồi. Ôi chú ơi, có đúng là con trai của con đã chết không? Tại sao con có cảm giác như đang ở gần bên nó vậy? Xin hãy tha thứ cho con. Xin hãy tha thứ cho con. Con không thể chấp nhận sự thật này. Con không thể chấp nhận số phận mà chú đã an bài. Anh lại muốn đi săn nữa sao? Phải rồi, anh vẫn đi săn như thường lệ mà. Đừng anh, thôi đủ rồi. Anh đã săn quá nhiều con thú, tội chúng lắm anh à. Thôi đi, em nói cái gì hả? Đừng có xen vào chuyện làm ăn của tôi. Nếu không phải vì tôi yêu cô thì cô đã chết ở trong rừng rồi. Lúc nào cũng than khóc cho đứa con đã chết. Tôi không có điên. Cô điên rồi. Này, 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 mở cửa ra. Anh à, anh mở cửa ra. Mở cửa ra. Khốn nạn. Nếu sau này tôi giàu, tôi sẽ bỏ ngay một người như cô. Này có chuyện gì vậy? Mệt thôi. Để tôi dìu bạn. Sao? Bạn nói thật à? Tôi nặng lắm đó. Dân tôi nói thật mà. Thật sao? Ừ. Đi thôi. Tạc Sanh nhìn kìa. Tôi cũng có thể làm điều đó. Tôi cũng có thể dìu cô ấy. Mà có khi tôi còn làm tốt hơn cả mặt cô nữa. Tôi sẽ cho họ thấy. Cho nên Tạc Sanh phải dạy cho tôi cách đu dây đi. Có được không? Được rồi, Tạc Sanh sẽ dạy cho anh Kevin. Điều đầu tiên cần nhớ là anh Kevin phải tìm được một cái rễ thật chắc. Sau đó anh Kevin bay lên đó như Tạc Sanh và hét lên. Anh nhớ không? Hiểu chưa? Được, nhớ và hiểu rồi. Đầu tiên thì cần đu lên cây, cầm cho thật chắc. Sau đó hét lên và bay. Dễ mà, có gì đâu. Ôi, rắn. Rắn. Rắn sao, Tạc Sanh? Tôi té rồi. Anh Kevin lại nhầm rồi. Đây chỉ là mới bắt đầu, không đơn giản như anh nghĩ đâu. Ừ, khó thật đây. Cố lên anh Kevin. Bây giờ tịnh đu lên dây như con khỉ đi. Cố lên nào, trèo lên.
Ôi trời ơi, trời ơi. Đúng là đồ ngốc. Phải, anh ta ngốc thật đấy. Cố lên. Chết rồi, bị kẹt rồi. Cố lên, cố lên. Trời ơi. Thử lại lần nữa. Ôi trời. Ôi, cái mũi của tôi. Cái mũi của tôi. Anh Kevin ơi là anh Kevin. Cố lên nào. Lại té nữa rồi. Cố lên đi. Tôi lại té nữa rồi. May mà cái mặt của mình không bị sao. Ôi trời. Sao? Nhện. Hả? Dưới đó có nước tiểu. Ôi không, quái vật. Không, ý của tôi là con dung đất. Không thể thấy đường nốt mụn của tôi có đúng không? Ba in là ba in. Ba in là ba in. Bạn, bạn và bạn.